Sáng ngày 10 tháng 6, Đảng bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An tổ chức Đại hội khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An đã nỗ lực lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức được giao. Hoạt động lễ hội sự kiện dần đi vào chiều sâu và nâng dần tính chuyên nghiệp. Yếu tố văn hóa truyền thống được sử dụng làm nền tảng, tạo nét riêng cho các chương trình lễ hội của Hội An, tạo tiếng vang và uy tín cho thành phố. Hoạt động hướng dẫn tham quan được lãnh đạo chỉ đạo đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo nhiều sản phẩm tham quan trải nghiệm mới, chú trọng quảng bá hình ảnh Hội An đến với du khách. Từ năm 2016 đến năm 2020, có gần 9,2 triệu lượt khách mua vé tham quan khu phố cổ, tốc độ tăng trưởng qua 5 năm đạt 94,79%. Tổng doanh thu vé tham quan khu phố cổ đạt gần 1.045 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 96,41%. Hoạt động truyền thanh truyền hình luôn bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, các địa phương, phản ánh kịp thời những sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn ở tất cả các lĩnh vực, những sự kiện quan trọng của thành phố và những ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền góp phần cho sự thành công của các đề án lớn của thành phố như xây dựng Hội An, thành phố văn hóa, thành phố sinh thái văn hóa du lịch, xây dựng nông thôn mới, v.v. Hoạt động thể dục thể thao phát triển đa dạng, các môn thể thao truyền thống có tiềm năng được quan tâm phục hồi. Cũng trong nhiệm kỳ qua, chính quyền, các đoàn thể chính trị được củng cố kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ được nâng cao. Đảng bộ đã giới thiệu 42 quần chúng ưu tú tham gia học cảm tình đảng, kết nạp được 24 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được triển khai có nề nếp, đi vào thực chất. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ được thực hiện có trọng tâm. Làm việc nghiêm túc, đúng quy trình hướng dẫn, Đại hội Đảng bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua dự thảo nghị quyết nhiệm kỳ mới và bầu ban chấp hành đảng bộ gồm 7 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ 18 sắp tới.